Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Dư Khải em ơi. Và Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Video này Khải sẽ sang lượng bài bot. Bot này là bot 28 anh em. Vừa rồi thì ở server mới thì Khải đã làm khoảng hơn 20-30 cái rồi mà cũng chả có gì các anh em ơi. Ở lần này Khải tiếp tục nửa rương nữa nè, 30 cái nè. Thì trung bình ở server này thì cứ một cái còn đặc biệt thì 650-700. Còn hàng trung bình thì 250-300 nè. Hôm nay thì Khải có được 30 cái thôi em ơi. Đó, bây giờ Khải bị thả đánh cho anh em xem. Anh em xem cho một like chia sẻ này. Hello Khải, em vừa bị mất điện thoại và mua điện thoại mới xin. Ok, hộ công ơi. Và bây giờ thì nói chung hiện tại server đang bảo trì, thông báo là bảo trì nữa nè. Nên là Khải sẽ đánh một lần một con nha anh em, cho anh em xem cho vui nha. Chứ không thể nào đánh một lúc 4-5 con như hồi trước nữa anh em ơi. Tại vì sắp bảo trì rồi. Giờ mà Khải đánh 4-5 con là chết luôn nè. Toàn Khải luôn nè. Nên là bây giờ Khải có đánh một con thôi. Nếu bảo trì thì cứ như bỏ nè. Bảo trì cứ như bỏ nè thôi. Chứ không có rồi, Khải nhiệt tất cả. Bỏ tao đủ hết. Bỏ tao đủ hết. Bỏ tao đồ hết, ok. Ở nhà trung thành, nhà tấn cả. Nhà trung thành. Chỉnh hết auto rồi nè, chỉnh hết auto cho việc nhiệt độ rồi nè. Rồi. Rồi, ok. Rồi, thả anh em ơi. Ra xem, anh em đừng đứng đông quá nè. Thả, thôi. Bây giờ cũng nghe mới chạy đâu vậy. Rồi. Là một con nha anh em, là một con nha anh em. À, đầu tiên quất con đặc biệt trước đi. 7-600 xu. Rồi, lượm tiền. Rồi auto quẹt đâu. Đánh boss. Rồi, lượm tiền. Hôm nay có bùa nên là đánh khá là nhanh em được hay bùa lại coi. Là cái bùa này em động nữa này. Ở đồ bùa nó không trúng ta. Đây thế nè. Ở đồ bùa không trúng trời. Lắc bùa rồi. Ở sao cái bùa trúng là bùa này không trúng trời. Ok ok. Giờ bùa. Tiên đánh đi cu. Tiên đánh đi cu. Rồi ok. Làm cái gì kháng cả 15 là ngon rồi. Ok anh em luôn. Anh em cứ đang xem cho Khải một like chia sẻ cho nha. Và bắt này bắt 28 rồi nè. Khải xanh nửa rương ở server đại xã tắc nha nè. Rồi, trưởng vài trưởng nhỏ lên đàm nhỏ lẹ. Ôi, từ từ. Ôi, kẹp góc nóng lên đàm ta. Tách đây, tách đây. Lần đánh một con nha anh em. À, hiện tại Khải đang xem xét bắn 11 nha nè. Đây 11 nè. Chuyền 3 này. Nhờ ngập bội 3 này. Nhẫn 3 mới mượn này. Nhẫn 2 mới mua này. Khải có cái nhẫn 2 nữa mà. Khải mượn được nhẫn 3 này. Nên là xếp bắn được 11 luôn. Xếp bắn được 11 luôn. Rồi lên đam này. Trưởng và trưởng lên đam liền luôn nè. 17k nè không. Đó 13k. Hello Nguyễn Văn Tiến em ơi. Anh em đang xem cho anh một like anh em mà. Cho Khải một like nha anh em. Lên đam. Mười ba mười bốn k lần đánh một con thôi nè, không dám đánh nhiều sợ nó lắc. Chuẩn bị bảo trì nữa nè, lần đánh một con cho nó lâu nha. Hello anh em tìm đào tóc 30 sẽ thương 48 mà trộn cái đó quá ngon rồi nè mày. Rồi trực đam. Hiện tại đang cầm cái đao độc sắc nè, đánh cho nó lẹ. Đó. Lên đao lên vèo vèo. Thả tiếp tục nè. Đó, tiếp tục thổ. Đó, đánh kiểu đó thôi nè, cứ một con một nữa nè. Ở chết mẹ là con đầu tiên quên cắn viên bắn nè, không sao, cắn lại nè. Ơi. Ơi này. Còn mấy cái lệnh bài boss vừa ăn ra nè, đẩy luôn nè. Ok, đợi một tí. Vô mua cái quất tư ạ. Vừa rồi Khải quên con đầu tiên quên anh viên bắn nè. Thôi coi như con đó mình roda đi nè. Đỡ đâu con đó mình không đánh này, mình không ăn nó lại ra đồ vip rồi sao đúng không. Đây giờ vô mua cái bình quá tượng nó đủ nè. Ở đâu tôi ship qua cho này. Đợi anh đây, đợi anh đây, em đang ba lần hiện nè. Rồi cái quá mày mấy ok. Rồi quá tượng cái đủ anh em các kiểu nha, full anh em, full đi bắn nha.
Rồi đây chúng đứng chơi anh em ơi. Rồi bán được gì không? Đây, đứng cho anh em xem. Nhẫn khăn lôi, khăn lôi. Rồi. Ơi, Hưng đâu em lái nè em ơi, anh xem vứt rồi. Đâu rồi? Hưng ơi. Hưng đâu ta? Ok, auto sẵn luôn, ok. Lái đi em. Rồi, chạy ra thả tiếp nè em ơi. Lý Quỳ, ba gì Lý Quỳ thường hay bị gì đấy? Ba cái thường, hai cái đặc biệt. Rồi ra giao dịch đây, tí, tí em cầm tiền. À, đặc biệt 6,5 nha, thường 2,5 nha. Ra này. Ừ, ra này. Cứu giật em. Qua phần đường rồi không? Ôi, đang không đi được anh ơi. Đang ở đâu? Ba lần hiện chỗ sân như cũ, u như kỹ. Chào anh Khải, em đang xem lại xong thiệt sát thủ mà muốn góp ý với anh Khải tới nhiều trận 2v1. Biết kết quả rồi mà anh không tìm trận khác cho anh em xem. Ok em ơi, nói chung là tìm thì cũng được nhưng mà cái trận đó là lúc tìm nó không tìm ra em. Nên là anh vẫn biết là biết kết quả rồi nhưng mà đi tìm trận khác nhiều khi là cho dù là nó biết hay không thì mình chưa biết chính xác được mà lỡ mà không biết rõ thì mình nó mất hay nữa. Nên là anh vẫn đứng im thôi. Đâu có giao dịch con nào đây? Bây giờ con năm động ngoài, quên con chính ngồi nè. Không, đứng ngồi, đứng trong luôn, còn gì đang ngồi. Bây giờ đi, đứng trong luôn đi. Rồi, giao dịch em này. Này, bắt 28 rồi nè. Bắt rồi, anh giao dịch bên con ạc chính bên ngày này. Đúng rồi. Rồi, hai thường, ba thường là hai đặc biệt đúng không? Rồi, ok, thấy cần tiền. Hai đặc biệt này, ok, ba thường. Rồi, dứt hôm đêm này luôn em ơi. 35 cái nha em. Lý Quỳ nó 35 cái nha em. Cố gắng nửa rương thử được gì không? Nói chung tầm này nó bị đang bị chuẩn bị server báo chơi không dám thả nhiều em ơi. Chắc là video này nó khá là lâu nhưng mà em sẽ up lại trên kênh. Sao con đỡ hiền hóa hiền bình à? Server này không như server kia, không phải như server thiên hạ truyền kỳ đâu em ơi, khác hoàn toàn một trời một vực anh em ơi. Anh em cứ nghĩ là có nhưng mà Khải khẳng định anh em 100% là không có đâu. Đừng có nghĩ là có. Server này nó khác với server anh gà mà, đâu giống được. Buồn chưa ta, đụng má thấy thả rồi. Thêm một con nữa nè, đụng má Khải đánh thấy một con này khó chịu quá. Đó, mày đánh khó chịu quá. Hai con đi. Nó một con nhưng mà thôi, cứ lên lần hai con mắc bỏ nè mà. Chờ đâu đánh mà nhìn đánh từng con thấy khó quá. Cho người mười xuống ngựa nè. Đứng khỏi chèm máu nè. Mấy người mười đứng chèm máu có chịu. Rồi ok. Ơi đọc số tài khoản anh, chuyển khoản anh. Giờ á? Giờ em matching bot rồi. Chắc vậy matching bot rồi. Ai vậy? Tiên thì cũng nghĩ hả? Lấy nhiều không? Lấy nhiều không anh? Chắc là lấy 5 kim. Ok ok. Rồi ban cho em cân bang này. Em giao dịch luôn nha này. Nhắn bên bên bang 2 nhé. Bang 1 anh không có nhưng nó không... Đó, em nhắn lên cái Discord luôn anh ơi. À ừ. Rồi cánh miếng bánh rồi anh em ơi. Full bánh đợi boss chết anh em. Đợi boss chết cho lụm này. À, em nhắn phần chim gió anh cứ ban 345 5 kim và anh em này lấy liền luôn. Rồi cho anh phần chim gió nha. Rồi chết này anh em ơi. Kim như thổ, kim như chuyện kháng cả này nọ rồi. Bữa giờ xanh đen quá. Mở tiếp tục anh em ơi. Đặc biệt này. Kim tiếp, ai đụng má đặc biệt mà ra kim không? Đặc biệt ra thổ rồi kiếm cái chuyện cũng được. À kim gia gì cũng ngon á, kim gia gì cũng ngon nè. Nói hay mình nói là thả một con mà thôi, mình thả một con thấy chán quá nè, mình thả nhiều. Anh em đang xem cho bát 2/28 này một like chia sẻ cho anh nè. Bát 2/27 chuẩn bị lên rồi em ơi. Ok. Trời ơi, cái bóng. Ôi trời ơi, không có gì luôn. Từ em ơi. Ngầm nón gì nè. Nó không có gì. Bóng chả cái gì. Ok. Nó chạy vô trong lấy ít đồ bán nè em ơi. Đứng bên trong nhặt đồ bán đi. Đứng ngồi không nhặt được. Đứng ngồi không bán được. Đứng trong mới phán đá bán được nè. Trời ơi cũng đặc biệt.
Cái việc đúng một dây chuyền anh em, nhỏ chưa? Một sông đao. Nhặt đồ kênh khai. Đây 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 em ơi. Bóng cấp 9, cấp 10, không có gì. Áo thủ không có gì. Nón thủ không có gì. Vũ khí thủ không có gì luôn. Đứng mình trong mới bói được, đứng ngồi không bán được nha anh em. Dây chuyền sinh lực cao, cái này dây chuyền này bán có tiền nè. Đó lại nha anh em. Rồi, nó ra tiếp tục thả cho con kim này chết luôn em ơi. Nãy giờ chưa cái gì nè em ơi, nãy giờ hơn 5 con là chưa cái gì nè. Cái ra cả thả thêm 2 con rồi nè. Anh em đang like, xem like, chia sẻ ra siêu phẩm luôn anh em, đúng rồi anh em, ủng hộ em đi nè. Ngại gì nè. Anh em không cần làm gì cả, anh em xem thì anh em cho em một like chia sẻ là ok nè. Mình đánh tuy không nhiều, nhưng mà mình sẽ đánh một cách khá là từ từ rồi bói đồ anh em, tại vì sắp bảo trì rồi, không dám mở nhiều anh em ơi. Lỡ có mất thì mất 3 con, mất 1 kim, kim hơn cũng được nè. Không dám. Chúc Khải ra gia truyền khán cả 15 nha. Ok Hồ Nguyễn ơi. Rồi, bớt bụi. Rồi, bớt bụi, đó. Ngày mới dựng luôn em. Nhiệm vụ ra tàu mấy giờ thì nó reset em nhỉ? 12 giờ đây, 12 giờ. Rồi, mình nhận đồ. Tra tài khoản cho anh với. Ok, để mình check. Anh vừa 3 lần hiện luôn anh ơi, 3 lần hiện luôn. Đã nhận anh ơi, đã nhận anh ơi. Ba lần hiện dùm em ngay tọa độ 205196 đi anh ơi. Đó anh em không? Có năm độc này, ghẹ ra, ghẹ con lam ghẹ ơi. Ghẹ ơi. Thấy thấy năm có năm độc đánh khác không? Khác liền không? Năm độc phụ trưởng ấy, phụ trưởng đánh nhanh lắm. Đánh 12 mấy 30k liền, giật đam vừa vèo liền. Bỏ đồ này anh em ơi. Dây chuyền. Ngọc bội, ôi ngọc bội sinh lực cao này. Dây chuyền sinh lực cao, trời ơi ngon. Nhẫn, ôi nhẫn sức mạnh 18 sức lực, 86. Dây chuyền sức mạnh 14, đồ mà đẹp dữ trời, không có kháng cả trời. Ngọc bội sức mạnh cao không, sức mạnh 2. Sức mạnh 2. Trời ơi. Đây em ơi, bán món đồ này đến vứt qua trong năm độc thôi. Đồ bán món đồ này bán được ở giá nha nè. Bán đồ này tầm này thì bán cho những ông mà không có kháng cả nè. Dùng cho chuyện hợp kim kháng, dùng cho chuyện hợp kim mà sinh lực cao là ok anh em ơi. Đó, được vào trong xu ấy. Rồi, được giao dịch vào, lần tiếp, lần tiếp. Đồ cương nang. Ủa kìa, ô trời. Lái đồ kìa. Ừ, ừ, tưởng tỉnh không ai lái được đâu. Dành cho nó bác. Từ, hết cả 15 này. Hết cả 15. Rồi, ok. Chưa thấy hả em ơi, bói mà chưa thấy. Đủ xanh được giao dịch năm độc mà nó full đồ của mày đó. Ok, vừa giao dịch vừa bói nữa. Nhắn nè. Ngọc bội sức mạnh sức lực cao nè. Giao chuyện sức mạnh sức lực cao nè. Ngọc bội kháng độc đi, cao. Đi treo em lên live em coi. Sinh lực 94, ngọc bội sinh lực cao. Sinh lực cao. Chóng 30, không có gì thua. Mày gia tẩu. Trời ơi, sinh lực cao luôn. Má à. Không có một kháng tất cả luôn em, phải đái thì có kháng tất cả là ngon luôn. Còn cái áo nè, áo dầu đang được, áo dầu đang là cái gì nè. À, uống gơ. Mày, mất mày áo dầu đang, bỏ đi, áo dầu đang không cần thiết, bỏ đi nè. Rồi ra thả tiếp nè mày. Trời ơi, toàn sinh lực cao dùng một này nọ, đẹp lắm luôn nè. Mấy cái này bán cho những ông mà không có kháng tất cả sinh lực cao á. Cũng được vài trăm xu á, một giá chiến nữa nè. Rồi, tiếp tục. Nãy giờ được vài 7-8 con này, đa số đồ một sinh lực cao là nhiều nè. Tháng này. Tháng này. Rồi, làm 3 boss thường đây. Đồ giả tẩu. Đang con đặc biệt nữa nha nè. Biệt đâu rồi. Đây. Rồi, ok. Ui, má đặc biệt còn kim. Thường kim nữa kìa nè. Kiếm gia truyền. Kiếm gia truyền kim kháng cả. Hoặc là vũ khí tóc sát thương cũng được nè. Xưa giờ lâu rồi mình chưa khi nào mà sang được một cây nào tóc sắc thương luôn nè. Không biết cái số mình nhỏ chứ. Mà người ta sang nó mắt lại âm âm luôn trời. Người ta sang âm âm luôn nè. Mình sang không ra một cây tóc sắc thương luôn. Rồi vô bùa này. Đó
đó, anh em giao thông vô buồn bị lên đam nhanh lắm. Đó nè, chưa đam độc mà nó giật mười mấy ca, vô độc nè, vô độc nè. Nam Khải muốn nói chỉ cần con đem độc trướng là anh em khắc liền, vô độc. Thấy chưa, hai mấy ba chục ca liền, thấy chưa, giật vèo vèo luôn nè. Trời ơi, thường cố gắng kiếm vũ khí nè mày. Hãy cho nghe mì nó bóp mà. Cổ dương động là cấp mấy ấy nhỉ? Không biết anh này. Hello anh Thành Tuấn, hello tất cả anh em nha. Anh em đang xem cho một Khải một like nè. Bát này bát 28 rồi nè em ơi. Anh em nào thích thì cứ đỡ like Khải một like, chia sẻ video này hơn 100 like Khải sẽ tiếp tục ra bát 29 nha nè. Phun bùa nè, em thấy phun bùa chưa? Rồi bát chết này. Rẹ nè. Rồi lâm đô. Lâm đô, bói. Đỡ sẵn rương luôn em, ra là bói thôi. Đó, nhặt rồi, đã sẵn rương rồi, ra là bó thôi. Nón kim 24, đai kim, số. Nón kim 16, vũ khí. Vũ khí ở đây, tóc sát thương đây coi. Trời ơi, một dòng một sát thương 29 điểm hết rồi. Nhỏ ơi. Cái nón kháng độc 24, sinh lực tóc quá. Con này chắc không mình thua. Sinh lực được cao cao này thì may ra nè. Rồi vô bộ ha. Rồi thả ra thả tiếp anh em ơi. Thả ra thả tiếp anh em ơi. Giao dịch anh ơi. Ban hiện rương nè anh này. Ban hiện rương, rương giùm em. Tên gì vậy? Vô này. Đấy. Đây được phục phong đây. Ok ok. Nói không thả mà thả nhiều luôn nè. Má. Nghe. Nghe. Nói không thả nhưng phải thả. Nói không dám thả mà thôi cứ thả nè. Ý này chuẩn bị bao chơi không dám thả nè. Anh Diêm nhờ em cái rương nè anh ơi, rương ban hiện nè anh ơi. Đây anh đang đứng cách em thì không có thường đúng không? Đâu đâu đâu, không có thường gì. Duy Khải này chứ. Quả trước cái like em lên. Đã nghiện mà còn từ chối hả? Giờ giờ nó đây. Rồi đọc con phong giờ nó đây. Em ra em lấy đồ này. Anh em nhớ đừng quên cho like chia sẻ nha em. Video này khởi up lại trên kênh em. Thấy anh chơi con đau em cũng chuyển qua con đau mà em chơi bên mobile. Ok Thành Tuấn ơi. Ok em. Mobile thì khác hẳn đấy. Nói chung mọi mấy chỗ nó mọi khác nhau, giống nhau hết được. Của Vina Game là nó khác. Rồi, chờ anh bốn con này làm đồ anh em ơi. Vina Game thì nó cân bằng hơn. Đêm nay sinh ra siêu phẩm về bờ luôn anh, chứ là đảo ở ngoài vậy. Đúng rồi em ơi. À, là đảo ngoài chán chết đi được. Mấy server này không chơi được trên mobile nha anh em. Mấy chủ này chơi trên chơi PC thôi. Má cái này mắt ngủ độc trưởng pháp nữa, lên đam nhanh lắm. Mà mới cái một điểm đó nè. Mới một điểm à. Lên đam 20k nè em không? Mắt là nhanh lắm. Đổi kim nguyên bảo ra su ở đâu nhỉ? Lâm Lâm Trang, Thiền Trang này, Lâm Anh Thiền Trang. Là cửa Bắc hay cửa Nam Bắc hay chỗ nào cũng được. Cứ Lâm Anh Thiền Trang anh, ngay chính giữa. Cửa Bắc đi xuống. Nam đi lên cũng được. Chỗ nào cũng được, miễn sao anh tới là được. Rồi, nhận đồ anh em ơi.
Nhận đô. Khổ địa phủ gây rơi mất 5 kim. Áo shop. Áo shop. Nón shop. Vũ khí kháng hỏa dòng 120 không có chón trời. Nón kháng hỏa không có gì luôn shop. Giày shop. Giày 25 15 trời ơi cua vậy. Khí dòng hỏa 1 dòng 1 không có gì luôn trời. Ngọc bội. Ngọc bội. Trời ơi toàn 1 dòng thôi trời ơi. Vũ khí kháng hỏa dòng 1. Tiền là như nào em? Rồi. Mà rút tiền là anh nhấn sang cái chỗ mà khác ấy, nó hệ thống nó ghi đấy. Được một ngọc bội kháng hỏa 17 sinh lực 140 thôi em ơi. Còn lại là toàn rác thôi. Áo này cũng xốp luôn. Kháng lôi không có phục hồi nè, áo này cũng xốp luôn. Nó hiện lên dòng chữ vàng vàng đây. Đây là khói ông kia tăng. Bỏ này. Trời toàn rác thôi. Khải có cái đại phong đao nào cùi cùi cho anh nhé. Ok em ơi. Trời ơi toàn rác không anh em ơi. Trời toàn rác không à. Mấy cái này kháng cao được hay giữ cho tao xe. Rồi chương siêu phẩm anh em ơi, toàn rác thôi anh em ơi. Toàn mấy cái rác thôi. Cái sơ đề giang hồ là để hoàn thành giãn tộc đấy à? Đúng rồi anh ơi. Đúng rồi. Không có gì luôn, từ từ. Một tên giá tẩu thì được 30 nhiệm vụ. À, tiếp tục anh em ơi, thả mới tiếp tục anh em ơi. Nói là không dám thả nhiều mà cứ thả 4-5 con lúc anh em, bèm cho nó sướng. Tại vì cũng bị bao chì rồi. Làm cái click nhanh nhanh ấy, gần hết giờ rồi. Vô. Một cái huyền tinh cấp 4 thì nên lấy ở đâu ra mà làm. Hoàn thành nhanh thôi, hoàn thành nhanh thôi. Được đống kinh nghiệm. Đó hoàn thành nhanh thôi. Dùng sơ đồ thôi. Rồi, vô bói đồ anh em ơi. Một cây kiếm, một giày, một nón, một dây chuyền. Kiếm cho anh. Kiếm gì đấy? Nón thân pháp. Trời, mà kiếm này chậm hay. Kiếm này ngon, kiếm này ngày mới xài rồi. À, bông hoa ấy, bông hoa nó kiếm gì ra làm cái. Kiếm sinh lực làm chậm 20 em ơi, ngày mới xài em ơi. Ờ, ngày mới anh chưa có. Like luôn luôn cả trên để cho anh em xem thì anh em lên kênh YouTube ủng hộ view đi anh em. Đủ, lên YouTube ủng hộ một view đi. Kênh gõ một Duyên Khải là ra hả? Yên tâm nhìn sao không được. Hello anh em nha. YouTube kìa anh kìa. Hello Chí Nguyễn nha. Hello Khải lâu rồi coi lại kênh Khải. Ok Chí ơi. Có vũ khí nè em ơi. Lên ủng hộ một view đi anh em. Tiếp tục anh em ơi. Nón khăn lôi shop. Ngọc bội. Trời ơi cái này sức mạnh 14 mà sinh lực không có trời. Nội lực 155 má sức mạnh mình xài. Sinh lực mình xài rồi. Nón. Kích độc sắc trời đủ. Đây hàng đẹp ra chứ đâu. Đồ chờ hoài cái ngọc bội sinh lực cao nè. Sức mạnh 10 ok. Không tìm được ngọc bội rồi. Dây chuyền một dọc. Nón 19-20. Nhẫn 15-14. Rồi. Ổi thế. Dây chuyền nè. Vứt cho em cái nón nè. Nhẫn này sẽ làm nhiệm vụ. Ok, vứt cho ngày 10 nè. Được một ngọc bội. Ngọc bội này Khải xài nè em ơi. Khả năng tìm ngọc bội sức lực cao. Cái này nè. Lực 154, sức mạnh 10, đẹp luôn. Ngọc bội này sức mạnh đẹp mà lại nội lực. Đâu Khải gửi cái link cái YouTube lên trên. Dì Khải cái mình anh ơi. Để kích vào luôn xem luôn. Đây anh ơi. Đây em kích cái link này trên phần chém gió này. Chém gió. Rồi kích vô là thái luôn anh ơi. Rồi. Để ra thả vài con nữa tính tiếp nè. Những con tính ra nãy giờ hơn 15 con mà chưa có gì siêu phẩm luôn anh em ơi. Nón này cũng bình thường, chả có gì đẹp luôn. Nó chắc vứt cho anh em luôn. À, nhóm này không có sinh lực. Khải Gia Lai nha Thành Tuấn ơi. Khải Gia Lai nha anh em. Đó, nói không dám thả mà cứ thả tẹt ga đi nằm đủ xanh. Chứ chờ mà đợi ngủ thứ hai bây giờ sáng xanh mệt lắm. Lắm. Một cây kiếm, một phi tiêu. Mày nãy cái kiếm làm 140 cũng được ơi.
sát thương 4 điểm, nó đụng mấy cái cây kiếm gì cơ, cây bán tiêu gì như quần què ấy. Nón rồi, em kiếm không? Cùi thì vứt cho anh. Không, cái phi tiêu anh ơi, không phải kiếm. À trời, phi đao sát thương cấp 10, bụi bắp vải 12 điểm trời. Đây thủy sốt luôn. Trời, được một kiếm bằng sắt 74, ghẻ đâu ghẻ ơi. Ghẻ đâu, kiếm này ngon này. Đầu kiếm này ngon đó nè, bằng sắt, nếu mà chuyển sang năm độc thì cầm cái kiếm này ngon. Kiếm bằng sắt 74, đặt móc sát thương 77 anh ơi. Này mà năm độc cầm đào đánh ngon luôn. Kiếm à? Ừ, kiếm. Có kiếm. Bán không? Kiếm có bán. Để từ từ anh ơi, để em chốt lại một lần nè. Đừng giao dịch ít đồ anh em ơi. Anh em làm ra cho giết. Kiếm ngon, kiếm nó ngon nè. Nhưng mà kiếm nó thì phải hoán binh, chứ còn nghe mi kiếm thì cũng mang cho có, chứ còn đỡ mà này nọ không yên thua. Đúng rồi. 120. Kiếm mấy chán nhỉ, kiếm có vỏ đan. Ờ kiếm có vỏ đan, nhưng còn nghe mi nó đâu cần bản sát rồi. Ừ. Hồi đó đi học quơ, có thằng quơ Gia Lai suốt ngày cứ kêu mày chưa nghe nhận gái Gia Lai nhì cha Đắk Lắk à. Đúng rồi, ở đây hay nói vậy lắm nè. đây, xin ngay kiếm. Đây, chờ nãy giờ vô đây. Lên đi. Được, con like nãy giờ mà. Like chậm quá. Chậm, like chậm hơn phút mấy nào á. Đồ xong rớt ngồi kia không lái được trời. Để tí nè em ra lái đồ rồi, đồ nó rớt đồ bài kia luôn trời. Má 45 đúng rồi, 45 điểm sát thương 75 là ngon luôn á nè. Mày. Thôi, được rồi kiếm em. Đây. Đâu? Trời con rắc. Kiếm đâu? Thí gì này. Anh nào? Em nè, gà chính nè. À. Vô nhận đồ tiếp nè. Anh em ơi đổi cái đồ event đổi như nào nhỉ? Tương Dương Lửa Quang anh ơi. Quân Tương Dương có thành nờ bờ sơ á. Dạ dạ kiếm em ơi. Giờ né ra cho đứng đông như chặt như. Giờ bót bùa nha. À đúng rồi, đứng như đó nè. Đây có like mà. Bình sắc này. Kiếm nó cứ xài đi, xong này cầm tạm nghe mươi cầm tạm cũng được. Ừ, chào nghe mươi cầm nhất cái nắp nào. Má à, này chưa có gì luôn em ơi. Gần 30 phút rồi. Chưa có quần què vậy luôn. Chú tiếp nha, chờ coi lại. Ừ. Em đọc chữ nhanh nhanh lên la đàm anh em ơi. Nhưng thiếu bùa gì sao có lâu rồi anh ta. Sao mà mở hết được cái hộp quà này ra một lúc được không? À, lần đam này. Không, 19-20k liền này. Anh lấy một hộp, bỏ vào ô số 1 hoặc số 2 gì đấy thì dí. Là nhanh nhá. Thế rồi lấy mua. Trời, dây. Trời, nghe bòi họ. Dùng dây, dùng xu mua dây à? Đang 130, nó 130. Dùng xu thì là mua dây là được 7 dây này, 7 xu 1 dây này. Thì vào tổng kim mua một cái hoa hồng nữa. 530 rồi nè. Chồng một má 540 có tiền rồi. Nhẫn này. Nón 530 thông pháp mấy cái này chúng qua trăm xu. Sức mạnh 14 nè. Sức mạnh 10, có cái sức mạnh 10 mà sức lực 154 đẹp quá. Ok, không sao công nghĩa này, nói chung là mỗi người một cái thôi. Hello Bin Bin em ơi. Ở nhận đồ tiếp em ơi. Hai dây chuyền, đủ hai dây chuyền. Rồi vào tổng kim, ở đâu mua? Đấy, chỗ thằng Quân Nhu ấy. Khu vật phẩm. Rồi, đang thả tiếp nha em ơi. Đang thả tiếp nha. 50 điểm một cái bông hoa hồng. Đang thả tiếp, vừa rồi được 2 giờ chiều nè em ơi. Đồ sao tính ra nãy giờ con đặc biệt nó rất ít đồ với ta. Quá ít luôn. Ok em ơi. Đồ thấy mấy ông xanh đồ ngọc bội làm chậm đồ này nó sẽ mình cứ có một dòng không trời. Chịu luôn. Má chưa xanh bao giờ được siêu phẩm nữa. Giờ lại phải về lại cương dương để ép à. Đúng rồi. Anh cắn lại may mắn thì cái. Cắn rồi em ơi. Anh cắn mới rồi.
vẫn còn trên đầu, vẫn còn mấy cánh này, mấy cánh phúc 25 này, mấy cánh sớm luôn. Rồi, tiếp tục vô bùa. Chính ra con đánh bốt thì con nhặt đồ với ngon chứ. Sao anh? Con đánh bốt là con ra nhặt đồ rồi nó còn được may mắn mà. Đâu, anh chính cũng có mà anh, không có, không quan trọng đâu. Anh chính này bán phun này bán hết mà. Ý của anh nói là xếp mình bán không? Không quan trọng. Test rồi, cả nhà cũng vậy. Có nghĩa là lúc đồ ra là úp nó cũng sẵn rồi đúng không? Ờ, úp nó sẵn rồi mà. Nhiều nhiều anh em bảo cứ cầm mạch chính, cầm mạch đam bot ra nhặt đồ, nhưng mà cái đó thì anh em cứ test đi, em test nhiều server rồi, cũng như nhau à. Ôi server nó mối khác, chả biết được. Rồi, thôi chết, kiếm cái chuyện kháng cả coi, hôm qua cho chuyện nữ kháng cả 7 mới đâu chứ. 17 thử cái vô tiền không? Cái ghép như thế nào? Ấn vào đấy, ta muốn ghép cái chân thành ấy, hay hạnh phúc gì đấy, cái dòng thứ hai ấy. À, bố chết này mày, lầm độ. Một áo, trời hai cái áo, một áo cái bang như cái nón, nhìn trắng đời rồi. Thủy này, thổ này. Sốp luôn, khăn banh làm gì đây? Sốp luôn, khăn banh ít người xài này mày, sốp luôn cho nhầm. Delay của cái line này lâu ở chậm bao nhiêu phút rồi? 30 giây đến 1 phút anh này. Trời, sức mạnh 12, má không có sức lực. Sức mạnh 6, gia tẩu. Trời ơi, gia chiến không có một gia chiến nào khác cả luôn mọi người. Nhận sức mạnh 10. Trời ơi, toàn rác. Đây em ơi, vút chân hơn hết đi, làm gì làm đi. Mình xấu nè, kháng độc 16 cho mình xấu nè. Mình 10. Ok, hôm nay nó gia tẩu nè em ơi. Rồi, đang thả bài con nữa. Con thủ đánh hơi lâu là thả luôn nè. Lần sau đổi điểm lấy hơn nè. Đồ, còn có gần 8 cái mà chưa có gì luôn nè em ơi. Nãy giờ muốn hết gần rương gần 30-35 con rồi, chưa có gì. Đặc biệt này, xanh này, đặc biệt này, xanh này. Toàn mấy cái gia truyền kim, sinh lực cao này nọ. Không biết cái mấy cái bó hoa này ăn có cộng dồn không em? Em không biết nữa, chắc có hay sao? Nó ít kinh nghiệm mà. Ồ, dây chuyền nam hệ kim sinh lực để lại cho anh đi. Có nhiều anh ơi, tí nữa vài trăm xu em đỡ cho. Chờ. Bán bù lại ít tiền bot anh em ơi. Khoảng 2 cái thôi. Còn sinh lực 11 ít mới thấy không ạ? À? Kháng độc các kiểu luôn, hiện tại tầm này anh em làm gì có những chuyện kháng cả. Những chuyện này cũng tầm bán được vài trăm xu ấy. Bán bù lỗ chứ xanh anh em có thấy xanh không có gì đâu. Gặp bỏ gần cả rương, gần 20 kim anh em chả có món gì, hiểu rồi. Hôm qua là bay 15 kim rồi. Còn rương này là bay 20 kim nữa nè. 37 lần bài boss. Chắc là cái tội live stream AD ghét. Chịu anh ơi. Nếu mà em sang ra đồ viết thì Adder bảo bọn anh em lại bảo là Adder bung đồ. Đó. Ờ. Nên đủ đa số được, mình chả có gì luôn. Sang nhiều khi đen, nhiều khi chán luôn mà. Tiền thì bỏ ra cho đâu phải tiền ai cho. Sang dụng như có thì không nói, mà có thì cũng có người gato bảo Adder bung đồ. Đó. Nghiệt vậy. Ừ, định sao mà chơi định xanh mà lúc nãy giờ đợi lâu quá nên là ngứa ngứa quất luôn nè. Ngứa quất luôn nè, không có tha nè. Mà đã quất là quất một lần luôn. Ừ, quất hết. Lúc đầu bảo đánh một con thôi mà một con ngứa ngáy lâu nè. Thắng lần bảo một con thì nhanh. Xem được bài boss anh em biết rồi. Đây là boss 28 rồi nè. Anh em xem cứ ủng hộ một like chia sẻ nè mày. Ủng hộ mạnh video này lên 100-200 like đi nè. Mình phải tiếp tục làm video 29 nè. Đó, nhẫn rồi các kiểu nè. Má phải rồi, ngâm động nó đâm hố rồi. Độ chuyện thủy không có gì luôn. Trời ơi, toàn rác thôi em ơi. Trời ơi, toàn một dòng thôi trời. Trời ơi. Trời ơi. Thôi, toàn rác thôi. Không có gì luôn nè.
cắn hỏ rồi tùm lum tùm lưa. Thùng rác thôi em ơi, bước chân hơn hết đi, làm gì làm. Thùng rác không. Một đao, một ngọc bội, một nón. Dây chuyền nữ kháng hỏa 25 nữa mới đâu chứ, nhắn cũng đỡ đi. Trời ơi, cái đao đủ 6, 5, 6 dòng, không có dòng tóc luôn. Lôi sắc ngồi công 29, 36% mọi người. Đao có 10 anh em nào xin cho nè anh em ơi. Hả? Đao có 10 anh em nào xin cho nè. Đao cấp 10 xin này. Đao trắng thôi, không có gì nữa. Ở đâu đó? Ba đang hiện đi, ai tới xóm quốc cho nè. Này này, có ai bán số lệnh bài bốc thường kìa. Đâu, gom luôn lấy ba lần hiện luôn em ơi. Ba lần hiện rương đi. Đây. Ba lần hiện rương, đừng tương dương. Đây. Ba lần hiện rương đây, quýnh thêm 6 con nữa nè. Đủ xanh ngứa rồi. Ba lần hiện rương. Gì mà không có ra gì luôn nè. À. Muốn đồ ngon. Ông thiếu lâm trầm cuối á. Đây, kêu ông lưu rương ba lần hiện đi. Gì? Tôi đợi tầm cuối cũng phải thích tâm nữa. Em nói ổng về rồi đó. Ok. Sao có thường, sao có thường là một cái năm. Ok. Sao cái rương má đánh nãy giờ gần nửa rương chả có gì. Hên xui rồi ông ơi. Muốn đánh thì có danh vọng cao thì cái đó biết rồi. Một Eclon thì danh vọng làm gì cao được. Phúc Duyên thì hồi trước bên kia bà Tân 99 cao của dân chưa ăn thua nè. Cũng xét mấy 12 đó. Chúng là hên xui cả. Người không mang may mắn vẫn ra đồ hot đậu xanh. Người may mắn chả có gì. Khả năng may mắn xếp 12, 11 đó nè em. Xếp mấy 11 luôn đó nè. Chứ đâu. Chứ cái này nó hên xui lắm. Ai này cái đao đâu nè em ơi. Cho này. Đây nè em đi. Đây vô. Giúp Vinh Cất hả? Đâu đây nè. Đâu đứng trong Thủy Yên này, đâu rồi? Thủy Yên á? Chứ ông đứng chỗ nào rồi? Đang ở băng lên sinh bót mà, ở đâu rồi? Ở đây, cái này đứng cạnh nhà em đây. Cạnh đâu sao không thấy ta? Đợi tới em ơi, anh đang sinh bót em ơi. Có hỏi gì từ từ em. Đang sinh bót mà. Đứng cạnh đâu sao không thấy ai ta? Ồ như mình gặp ma vậy. Đây. Anh cứ đây mình không thấy luôn trời. Anh đâu? Anh chạy ra chỗ boss đây. Đây nè, xuống đây. Anh chưa chạy ra chỗ boss mà đây xuống đây. Này. Đó, làm đây. Xanh cho anh em. Rồi ok, thank you. Có sát thương này. Nông hơn đâu tránh như sinh lực 70 nó ít đâu. Như anh em ai có đủ cho thiên nhẫn để lại được. Bỏ xếp mày bánh xanh thử đây này. Xếp mày bánh mà nãy 11 đánh chả cái gì luôn em. Hết nửa rương, luôn rồi. Nửa hơn nửa rương rồi. Thử coi thử chứ. Đây luôn. Không còn mày bánh đâu mà. Bảo luôn phải là chấn quýnh luôn nè, đâu còn mày bánh. Nhìn chán đời luôn. Gạp chém u vùi. Bỏ mày bánh thử đi. Sốt. Trời ơi toàn rác anh em. Trời ơi một cái đau tốc độ đánh. Lôi sắc ngoại công rồi nhất đâu dưới trời. 72 lo sắc ngồi công dòng cuối phải đấy chịu rồi. Trời ơi cái cây sông đao của tôi à, cái bóng gì đây. Ôi bóng một dòng luôn nè. Cái quá tử cho ta. Như còn hết quá tử. Cái quá tử. Hay là cái dây chuyền kháng tất cả 19 kia. Hay là do AD nó ném vào nhỉ. Chịu cái đó chịu. Ủa sao. Má mình xanh biết nhiều là chưa có mẹ luôn. Anh em ăn em gần. Chưa có cái mẹ gì luôn nè, toàn rác với rác thôi. Rồi, tiếp tục còn vài con nữa nè. Toàn mấy cái rác là vài trăm xu, thôi nè. Chứ còn đỡ mà bán cái giá thì chưa thấy cái món nào gọi là bán cái giá nữa. Chưa có món nào gọi là bán cái giá nữa. Đó, nghe nhặt đồ nè mày. Rồi, kiếm. Mấy nhân đầu quá trời nè, không thiếu mấy gì luôn. Nhặt đồ. Cắn họ 1 dòng. Cắn họ 17 số. Ghẹ cho cây 14-20 nè em ơi. Cắn họ chó nè em ơi. Ghẹ ở đâu? Dây chuyền cắn họ sinh lực cao. Dây chuyền cắn họ. Nhẫn này cái gì hả Khải? Trời đã lưng 14 sinh khí. Cắn họ 24. Cái vũ khí này. Vũ khí 14-20 em cho nghe em. Rồi tiếp tục nè em ơi. Cái đây lưng có bán không? Đây lưng này bán cho Thiếu Lâm là ngon này.
Đây đừng để cho anh. Anh lâm xe mà. Đây đây 300 xu anh em nào lái qua đây nhanh. Em ưu tiên anh em nhanh anh em ơi, 300 xu. Ở đâu? Ba Lăng Hiền. Dây chuyền không ngủ. Ba Lăng Hiền anh ơi. Dây gì thắt lưng như nào đấy, đọc là anh chẳng có sinh lực này đúng không? Sinh lực 10 sinh lực 30 à, kháng sinh khí 14 này, kháng hỏa 21. Này thiếu Lâm mang được. Thiên nhẫn anh cũng cần thắt thắt lưng thủy. Ừ, anh cần thắt lưng tầm này anh mang cũng được, lấy niệm kháng hỏa thôi. Sinh lực cũng cao, sinh khí cũng cao mà. Sinh khí cao mà, 14 điểm đó là gần 100 sinh khí ấy. Cái gì này? Quang lái sông đao này cho này 14-20 chó này. Được rồi. Đủ xếp đồ lên đảo đi. Đủ xếp đồ lên đảo luôn. Qua đây cho này. Đọc có không lấy dây chuyền kéo lôi 29 lên đây để biết biết đi ngủ nào. Đây lưng kháng hỏa 21 này, lấy này gì anh em ơi, 30 xu. Em bù lại một lần bài boss anh em bù lại một lần bài boss anh em. Đâu nhỉ? Phải đâu giao dịch? Ngay chỗ sinh boss này anh, ngay chỗ sinh boss này anh. Tôi biết là chỗ nào đâu. 206, 201. Anh xem like đi, anh em xem like là biết em chỗ nào liền mà. 206, 201, 3 lanh anh này. Anh ghẹo giao dịch này. Đập má cái ngập. Má sao mà toàn rác không người ta. Chết đi chứ. Chả cái gì luôn trời. Xem hết rương rồi, gần nửa rương rồi, ít đâu. Trời, toàn rác vậy đó. Chịu luôn. Cầu khi bắn đựng kìm ấy cha. Cho ấy. Rồi. Ba Lăng Huyện. Ba Lăng Huyện. Nè anh em, đồ xếp được bắn đồ các kiểu ít đâu. Nè anh em. Mày không có đồ, mày bắn 3 này. Bắn 3 này. Bắn 2 này, nó xếp được bắn 11 ít đâu. Mà nãy giờ không có đồ, anh em đồ toàn rác không à. Chết thiệt. Buồn dở sợ. Buồn dở sợ luôn anh em. Ơn thổ gần chết em ơi, nhận thổ kiếm cho chuyện kháng cả rồi, gì mà toàn rắc không vậy? Không có gì luôn em ơi. Đây lưng rồi, ai lái ra lưng qua lái liền em. Có, anh qua rồi mà, đang không tìm thấy chỗ em chỗ nào. Anh đồ. Anh trên đầu làng ấy. Ngay đầu làng này, anh ngay trong thành này anh, 26-01 này. Rồi. Ừ. Tiếp tục anh em. Anh mất cho bình đồ ấy. Nón kim trời, rác rồi. Giày thủy, trời tóc 39. Giày tóc 10 cái gì mà đồ mang đồ mày mấy rất giày tóc 10 kháng hỏa 13 trời. Vãi đái. Em xem áo tung chảo luôn em đồ người mà không mang mấy cái đồ toàn viết. Vãi lên. Cái giày hệ mộc, giày nam hệ mộc tóc 34 kháng lôi với 20 anh em nào xúc không? Trời ơi toàn rác. Vũ khí kháng hỏa 15 chả cái gì nữa. Nữ hay nam? Nam. Trời. Nam. Toàn rác thôi em ơi. Đâu rồi, anh đứng đấy, rừng, anh đứng rừng Thúy, Ngami các thứ thôi. Anh đứng rừng bà Lan nghe giao dịch này, hỡi. Này, hỡi. Giờ mang cái kháng lôi 19 không có. Hay là mang cái kháng lôi 13, 12X. Rừng bà Lan nè anh ơi, anh Phong ơi, rừng bà Lan. Anh đang đứng ở bên cạnh em nhưng mà anh đứng ở bên kia rào vãi. Trời, ngán ngừa quá. Cái đây lưng nè này, giờ mang 19 hay là mang cái 13? 13 là sao, 19, 13 là sao? 19, cái kháng lôi 19 mà không có sinh lực nội lực. Đi kiểu gì mà mang kháng lôi đi kiểu gì, vũ khí thủy mà sao lại mang đai lưng kháng à đai lưng kháng lôi. Đai lưng lôi giày lôi. Nhận anh em ơi. Giao dịch anh ơi. Làm em gái mình bán 300 xu ơi, em ăn thử được gì không? Đủ xanh xem rồi. Nãy giờ chả có gì luôn trời. Má, chả có gì luôn rồi. Lấy giùm kháng hỏa được mà sinh khí nữa. Trời ơi, sao mà nhỏ quá anh em ơi. Rồi, tiếp tục cắt bùa đánh tiếp. Anh em có đủ gì sức mạnh 10, 15 mượn tí.
Rồi. Sao rồi, quá trình săn bot sao rồi? Chả cái gì luôn anh ơi, đậu xanh. Hơn 3 mua mấy con, mới mua thêm 8 con nữa chả cái gì. Nón 23-20, trời ơi, toàn rác thôi. Vũ khí không bằng 15. Nhưng có đủ sức mạnh 10 không? Giày này 39 cho xe lốc luôn đi. Xốp xốp. Dây chuyền kháng động 15. Nón, trời ơi, toàn rác rồi. Ok, dùm dục qua bên lon đi. Mấy này gia tổ thôi. Bây giờ đã nghèo rồi thì đen rồi thì phải chơi, mẹ cất hết lại bán. Má đen sao mà đen, chả có gì luôn đấy quý, em chịu luôn. Khải ơi anh bảo này. Sao anh? Khải anh bảo này. Em bây giờ em đổi hai cái nhẫn may mắn với nhau rồi xem có đổi không? Đổi hả? À? Ok, được. Mấy con cuối cùng em sẽ đổi hai nhẫn may mắn lộn ngược, lộn xào nhau đúng không? Em sẽ đổi. Em, nhưng mà xem phải xem nó có kích được không? Kích chứ, đều dòng hai hết mà, kích được. Má nhỏ dữ trời, không có gì luôn em. Đủ má mình sang gần hơn 30 con rồi. Không có một món, không có một món gì luôn. Làm rương nữa cho quên. Trời ơi chết luôn á, Samara ơi. Thôi tí nữa đi đổi. Khải sang 30 con mà Khải bay 1.2 triệu đó anh em. Đồ chưa nói tiền dạng á mọi người. 20 kim nữa anh em. 600 xu nhá, giao dịch luôn, giờ còn đúng 600 xu. Ông có kim nguyên bảo tôi có xu tôi đổi. Bay hết 1.2 triệu đó anh em, gần 20 kim nữa anh em. Gần 20 kim không có gì anh em, giờ anh em bảo là một rương nữa rồi, tiền đó mà làm anh em, tiền đó mà làm đây. Gom gom 2-3 ngày mới đánh một lần à. Đậu sơn má, toàn rắc không, chịu luôn. Má dính vô đây, là chỉ có nước banh nhà nát cửa rồi, không làm ăn gì được. Má đánh toàn rắc, chết thiệt. Ơi thôi mày bán rồi, vô lấy thằng Thiên mày bán rồi. Đủ xanh má trắng đời thì chứ. Toàn rác không em ơi, toàn rác dưới rác thôi. Chịu thiệt luôn. Chưa được món nào có tiền luôn đúng rồi vàng. Không được món nào một kim luôn Lý Quỳ. Nói anh em hiểu luôn. Rồi xong, đậu xanh má. Cái mức này được mới đen nữa này. Vừa thả boss xong gì sao giờ đứng mẹ hình luôn rồi. Con Thiên không 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 được may mắn ta. Đậu xanh chết cho tao cần em tính ra này mà. Để dính mày bắn mẹ nè. Có khi nào đây mày lắp mày bắn rồi. Đồ đánh qua quay không có gì luôn trời. Đổi kim ra su là lệ qua ăn lập bàn nhỉ. Đây đây nè mày, khai đi lắp mày bắn rồi. Đậu xanh. Mày đang chuyện đổi không biết. Này này này. Hả? Này. Vậy là giờ em đổi qua vỏ đan ta. Thì đổi vỏ đan đổi tốn tiền hơn. Hai kim với thiên nhẫn tầm này đánh gì nữa. Thiên nhẫn tầm này sẽ đánh. Ờ thiên nhẫn tầm này sẽ đang lắm. Không anh thua đâu. Đâu ơi, bỏ đang là vô mua cái gì đây? Mua cái đội đội chuyện môn phái 2k 2 kim cho nó tính vọng môn phái. 2 kim trên kỳ cắt. Giờ anh em bảo Khải làm một rương nữa, anh em cứ đơn giản 34 37 cái là bay hết 1.2 triệu anh em. Đừng nó đơn giản anh em. Không phải đơn giản đâu mọi người. Có bội có. Này này có bội 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 cái gọi chẳng không? Không không. Nam á, nam á. Không không. Má thiếu mình. Anh em có ai có đủ sức mạnh 10 20 gì 10 15 thì không cho mượn nào. Rồi cái mang nan bó tiếp này mày. Má mà tổng rác không thì chết luôn. Mua tính bọc tin anh. Vậy vậy bài nói bài mua tính bọc tin anh gì cha. Tính bọc mua hai. Đồ mà nói như thiệt mua xong đầu khóc. Sức mạnh hả anh? Lấy thanh niên. Tính vào bốn cái đúng không? Ừ. Hai kim. Sức mạnh 10 đến 12 làm giáp tàu à? Ba lần hiện gần rương á, ba lần hiện gần rương á. Có cái con đồ sơ đổi đổi môn phái màu hồng hồng, bằng áo màu hồng hồng á. Chứ giả chỉ phái rồi. Đúng rồi, kích vô, tao muốn đổi vào đăng, nhớ là kích vào đăng quyền nha. Cái gì vậy? Để nhất định nghe từ sơ phó của dị bảo. Nhớ là kích vào đăng quyền là được. Ai cần đồ? Ai cần những sức mạnh à? Bỏ đang kiếm đổi về môn phái bỏ đang đúng không? Chọn bỏ đang quyền, chọn bỏ đang quyền. Chưa chưa cỡ đồ, cỡ đồ ra nữa hả? Phải cởi hết đồ đạc cái chuồng ngựa ghép ra từ chuồng rồi. À à à, cái chuồng nữa hả? Xong nó lấy, nó mất hết chân tiết của ta. Hết bó đâu này em ơi, má tổng cái nịt rồi. Còn năm con cuối cùng. Nó hết chân tiết của ta rồi anh em à. Nem cuối cùng biết ra siêu phẩm này đồ mà toàn rác không chết luôn. Nếu mà chả có gì luôn nè.
rào lá con ngựa ra thôi. Không đủ không? Xin lỗi đời quá đen. À quá nhỏ. Anh em đang xem thì ủng hộ Khải một like nha. Video này hơn 100 đến 200 like thì Khải sẽ tiếp tục ra video bán Hà Chính luôn anh em ơi. Ngày 4 ngày nữa Khải mua, Khải đánh tiếp cho anh em xem. Bỏ đen. À, bày hai một máy kìm, hai một kìm rồi. Quyền pháp đúng này. Bỏ đang quyền pháp đúng rồi. Còn trống không đủ. Demo xin để sắp xếp lại hành trang. Rồi không không ngu ngu đó, tí nữa đổi thành kiếm pháp nữa rồi xong anh cất luôn. Anh em nào có sức mạnh không? Đủ sức mạnh trong một không? Lần đàm người có cái nhấn sức mạnh dùng dùng hai. Rồi ok. Hai thì phải dùng cái gì kích nhỉ? Kim. Xem rồi mấy người nào. Khải mới đổi lại vị trí của cái nhà hai chứng nhận rồi nè. Kim thì phải dùng ấy, dùng hai đồ thổ. Đổi hai chứng nhận giày rồi nè. Giày với lại cái gì nhỉ? Giày với nhận trên à? 30 Tết chưa phải là Tết đúng rồi, toàn hình này. Rồi, nhận đồ. Nhận những món vật phẩm cuối cùng. Còn hai con hờ thổ nữa, đậu xanh. Không có gì luôn nè. Hai hờ thổ chỉ... Okay. Cho mượn cái nhẫn nào, cho mượn cái nhẫn nào. Sốp. Trời ơi, gì tổng rác không anh em, đủ thiệt anh em, trắng luôn anh em ơi, không có món gì luôn trời. Trời ơi, trắng đời luôn trời. Gì tổng rác không vậy? Trời ơi, toàn có một dòng không à. Rồi, rác. Má, mấy cây vũ khí mà chả có gì luôn nữa rồi. Chịu á. Đôi giày, đôi giày càng rác nữa. Đồ lề lại, cho vào ác luôn để thành ngồi bán. Chịu. Má, toàn rác thôi này mà sốt luôn. Đụng cái nhẫn khăn lôi 18 cho xe rồi xong hết rồi. Má, mày bánh mày đổ như cái quần què. Cái chân em mươi luôn em ơi. Rồi. Nói chung là không được món nào luôn nè. Không được món nào siêu phẩm nha nam. Còn trung bình cứ 200-300 xu thì có đầy nè. Điều kéo xe... Chưa có gì luôn Đặng Nguyễn ơi. Em bay 20 kia mà chưa có gì luôn nè. Tuần này con rồi. Về Phượng Hoàng Thành Bắc đi, đang trong PT rồi. Tuần này to rồi em ơi, không có gì luôn. Có phát lấy quà không? Có. Không có cái gì luôn á trời. Phượng Hoàng Thành Bắc đi. Bao tay khăn lôi 16. Em có ai có giày thổ không? Cho mượn cái giày thổ. Trời, mượn khăn lôi 16, toàn rắc. Rồi, làm những con cuối, một con cuối cùng em ơi. Con này con cuối cùng em ơi. Về rồi đấy. Đây. Ở đâu? Anh xem nè, anh em đang xem thì ủng hộ Khải một like chia sẻ cho nha nè. Có gì anh em ủng hộ mạnh rồi Khải sẽ cố gắng lên tiếp tục bắt khác nha nè. Video ngày này Khải sẽ úp ngược lại trên kênh cho anh em xem nha. Con cuối được kháng cả 18 rồi. Trời, con cuối đánh nó không muốn lên đào luôn nè. Tại vì cũng em động hết thể lực, quên hết mana rồi. Trời, em động hết mana luôn rồi nè. Đánh hết muốn đánh luôn nè, ngồi nghỉ luôn rồi. Em động hết mana luôn rồi. Trời ơi, gì mà ông đen rồi. Còn con cuối cùng em hết luôn rồi. Mẹ, nhẫn thì cần ngọc bội với lại bao tay tích à? Nhẫn kế này đem cho nhẫn dưới. Nhẫn 2 vị trí mà. Có đâu. Nhưng mà nhẫn dưới thì cần cái gì tích? Cũng đồ thổ. Nhận dưới thì gần nhận trên và ấy, trên và dài. Nhưng mà anh đeo nhẫn trên hệ thổ rồi nó cứ kích dòng một đéo đâu. Nhận trên thì cần vũ khí và nón, thì nhận dưới thì cần bao tay ngọc bội. Toàn rác thôi em ơi, còn cuối cùng à. Vũ khí với nón. Toàn rác với rác. Không thì đeo bao tay ngọc bội. Anh về cái chỗ giá tổng của ngọc bội thổ. Hai, anh em chờ đợi con cuối cùng nha anh em. Những giây phút cuối cùng. Con cuối cùng của 45 con trong ngày hôm nay. Lý Quỳ nãy hai đặc biệt ba thường hả? Giao dịch anh đây. Ba Lăng Huyện Rương đây, em giao dịch em trả tiền luôn này. Ở đâu? Ba Lăng Huyện Rương đúng rồi. Hai đặc biệt là một kim ba. Đúng không? Một kim ba này. Cộng với ba thường. Tiền đi nhờ em ơi.
là 50 là 2005. Ok. Còn đen đánh đen lấy hơn. Qua đây chơi là phải cặm cặm cho nó mang đồ trước rồi mình lên kia sau đúng không? Trời ơi, đụng mày, bạn anh mang thổ rồi chịu luôn, mang luôn thổ cho khỏi coi bán sốt luôn anh em. Anh em tin Khải khỏi coi bán sốt luôn anh em. Nón thổ có đâu mà xài. Sốt luôn nè. Đó đủ mà tính ra cái nón 2540, 2520 sốt. Rồi nón là 40 sốt này mày. À, cái này cho xe mang được. Xe này ai chưa có xe này mang cái nón này lấy sức lực nó được đâu. Trong tuần rác anh em ơi. Chả có cái gì, tuần rác có rác thôi. Rồi. Nói chung là video này khai ổ ở đây nha anh em ơi. Video bắt 28 này khai ổ ở đây. Nói chung là săn hết 45 con mà vị trí một con tầm trung bình, vừa đặc biệt với vừa thường thì khoảng 500 xu một con đi. Trung bình qua lại khoảng 500 xu một con đi. 5 xu nhân cho 45. Bay 22 kim. Đậu xanh bay 22 kim mà chưa nói là 45 con. Nhân cho một con 20 vạn. Hết 900 vạn nữa. Trời ơi. Bay hết 2 phay rồi bay hết gần 24 kim rồi nè. Không có món gì. Lấy luôn, lấy đời luôn. 24 kim. Thua. Ok, off thôi anh em ơi. Chung là tầm này đi ngủ rồi nè. Quá đen, xin lỗi nè, quá đen, chịu luôn rồi. Đây lấy quay vô dạng lên đây. Có đúng 300 không? Má nhỏ thiệt. 24 kim không có một cái gì luôn trời. Sạch rương kim luôn. Giao dịch này anh ơi. Rương ba lăng đúng không? À rương ba lăng. Chịu ạ. Hết đường rồi. À mình sang may mắn nổ các kiểu những nguồn quệ. Nhận này. Má xích đồ ngon. Giờ thiếu cái ngọc bòi là thủy không anh em ơi. Cái bòi nam thủy vậy? Nam thủy. Coi có cái đàn kháng hỏa sơ sơ không ta? Bị bài luôn á anh ơi. Người bòi nam này kháng hỏa anh em sinh lực 110 đỡ bán rồi. Mượn mang ai mượn ai mang bán khi nào đưa lại.